chấn động. Thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Thần tài ban lộc phát tài, đón vận may liên tiếp, gặp thời đổi đời giàu to, tiền tiêu ba đời không hết, đón Tết thật linh đình. Tổng quan tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, mệnh quả phúc đăng quả, lửa đèn nhỏ, khắc xoa xuyến kim, con nhà bạch đế, phú quý, xương con rồng, tướng tinh con rắn, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tuổi Giáp Thìn được Phật Dược Sư Như Lai ban phúc, Phật Long Thù Bồ Tát ban trí, Phật Tỳ Sa Môn hộ mệnh, Phật Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ. Người tuổi Giáp Thìn, dù là nam hay nữ thì cũng đều sở hữu ngoại hình thanh tú, dễ chiếm được cảm tình của người khác. Tuy không thông minh tuyệt đỉnh nhưng Giáp Thìn là người nhạy bén với thời cuộc, biết khéo léo lợi dụng hoàn cảnh và con người xung quanh để làm lợi cho mình. Vì thế mà họ thường dễ dàng có được thành công. Tuy nhiên, có thể do họ quá khéo léo, ứng biến linh hoạt, biết tuân theo quy tắc ngầm nên có thể khiến người khác cảm giác rằng họ giả tạo, sống không thật, gió chiều nào xoay chiều ấy. Tuổi Giáp Thìn thường dễ bị kích động, cũng cố chấp, miệng lưỡi sắc sảo, giỏi ngụy biện gây chuyện thị phi. Họ luôn làm việc theo từng bước có sẵn, chỉ có vậy mới cảm thấy an toàn. Song người này cũng có lúc tỏ vẻ tự mãn và coi thường người khác. Khi họ phát hiện ra những cố gắng không ngừng nghỉ trên con đường chính nghĩa của mình bị người khác, đặc biệt là bạn bè, ra tay dùng thủ đoạn cướp mất để lấy thành quả thì sẽ có cảm giác bị phản bội nặng nề, vừa tức giận vừa bị tổn thương. Song có lúc mất đi lại là được, là ý trời khó tránh, đừng nên quá muộn phiền. Họ không có tâm cơ, không giỏi giấu người khác những mục tiêu của mình mà thường thoải mái chia sẻ với mọi người sở thích hay quá khứ, lỗi lầm của mình, nên dễ bị thất bại bởi âm mưu của kẻ tiểu nhân. Đôi khi giấu đi sự thẳng thắn của mình không phải là điều xấu, cuộc sống này ẩn chứa quá nhiều điều xấu xa, con người cũng hiếm khi thành thật, nên tốt nhất cẩn thận vẫn hơn. Khi hành động, nên chú ý đến từng chi tiết nhỏ, khi gặp phải trở ngại nên dứt khoát chặt đứt quan hệ với những con người, sự việc khiến mình thất vọng. Đừng để tới khi lún sâu vào thì muốn thoát thân cũng đã muộn. Màu hợp với tuổi Giáp Thìn là xanh, đỏ. Màu khắc với tuổi Giáp Thìn là màu đen. Tính cách tuổi Giáp Thìn. Ưu điểm: những người tuổi Giáp Thìn có một đặc điểm, đó là tiếp cận vấn đề muộn nhưng giải quyết vấn đề sớm. Vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Tuổi Giáp Thìn có tư duy hướng đến tri thức, văn minh. Trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường tăm tối. Cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ thường đi trước một bậc. Khi trao đổi, tiếp cận với họ bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Họ mang trong mình cả một kho tri thức. Họ cũng là những nhà sư phạm tài ba, có thể khai trí, mở mang học vấn cho thế hệ trẻ. Nhờ đó mà lứa tuổi này hiểu biết hơn, lịch duyệt hơn. Ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng, nên họ rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác với một tâm lý sốt sắng. Mẫu người này cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư, hết mình. Nhược điểm: bản thân những người này là một luồng khí nóng, hư tâm, trống rỗng, cùng với tâm lý cải cách, tiến bộ, đi trước thời đại, vì vậy nên cần tránh những tệ xấu như ảo tưởng, mơ hồ, xa rời thực tế, diễn cảnh trong đầu mà họ xây dựng quá xa rời hiện thực để rồi có lúc họ phải thất vọng. Những người có tài thường có chút ít những hạn chế trong tính cách, thậm chí họ cậy tài, sống ngông, kiêu ngạo, bởi thế mới có câu: đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn, trăng khoe trăng tỏ hơn đèn, cớ sao trăng phải chịu luồng đám mây. Câu ca dao trên, người xưa đặt dẫn với ý tứ sâu xa, khuyên con người không nên kiêu ngạo, phải biết mình, biết người, biết thời. Có câu, biết giới hạn mới là hạnh phúc. Tuổi Giáp Thìn muốn phát huy được ưu thế và cống hiến đóng góp tốt hơn thì cần có sự quan tâm, động viên, truyền thêm niềm tin và năng lượng cho họ. Ví dụ động viên bằng lời nói, động viên về tinh thần, tăng lương, thưởng. Con số hợp với tuổi Giáp Thìn là số 3, 4, 9. Con số hợp với tuổi Giáp Thìn là số 1. Sự nghiệp tuổi Giáp Thìn. Tuổi Giáp Thìn có lộc cách, nên đi theo con đường kinh doanh, có thể thu được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra,
các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ, viễn thông đều có thể giúp họ đạt được vinh quang. Mang trong mình thuộc tính khai mở, ánh sáng, soi tỏ nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Một số người của mệnh này có thể trở thành những người nông dân kiểu mới trong thời đại, hay một người thợ có tay nghề chuyên môn cao. Giáp Thìn vì thiên can khắc địa chi, nên thường trải qua nhiều gian khó mới thu được những thành tựu lớn. Giáp Thìn có tính lan man, nên dù kiếm tiền tốt họ vẫn bị hao tốn, giúp đỡ cho người thân. Về cơ bản cuộc sống của họ đều khá giả hơn người. Giáp Thìn không có ý thức cao về tiền bạc, không biết cách thắt chặt chi tiêu hay tính quan trọng của việc đầu tư tiết kiệm khi xảy ra vấn đề về tài chính, nên nhớ nhanh chóng trả hết những khoản nợ, đừng để dây dưa kéo dài. Vận may tài lộc thường đến khá nhanh và mạnh như vũ bão, hãy nắm bắt thời cơ để đầu tư sinh lời. Nữ mạng Giáp Thìn là những người chậm tiếp nhận vấn đề nhưng lại giải quyết rất nhanh. Họ có nhiều sáng kiến và ý tưởng, luôn nhìn thấu được sự việc nên họ biết đối nhân xử thế, khéo léo trong mối quan hệ. Đặc biệt họ còn có tấm lòng từ bi, tốt bụng, rất quan tâm đến mọi người xung quanh, ai gặp khó khăn thì họ hết lòng giúp đỡ. Với những tính cách như vậy thì nữ Giáp Thìn nên làm về các lĩnh vực như công tác giáo dục, thanh tra, nghiên cứu khoa học, hứa hẹn sẽ đạt thành tựu cao. Vì có lộc cách, nữ Giáp Thìn nên đi theo con đường kinh doanh, hứa hẹn sẽ thành công và phát tài phát lộc. Nam mạng Giáp Thìn là những người có tính tình hơi nóng nhưng lại tốt bụng, giúp đỡ tận tình nếu ai gặp khó khăn. Những người này có suy nghĩ tiến bộ, tích cực. Tuổi Giáp Thìn còn có một tính xấu, đó chính là họ sống kiêu ngạo, cậy tài mà kiêu ngạo, cứ nghĩ mình hơn người. Do đó nam mạng Giáp Thìn nên biết mình đang đứng ở đâu, sống ở thời nào mà sống cho phải. Qua những tính cách trên thì họ thích hợp với nghề như giáo dục, thanh tra hay nếu theo các nghề như làm một người nông dân kiểu mới thành đạt hay một người công nhân có chuyên môn cao. Tuổi rất hợp làm ăn cùng với Giáp Thìn là tuổi Kỷ Dậu, Tân Dậu. Tuổi không hợp cũng không khác khi kết hợp làm ăn với Giáp Thìn là tuổi Canh Thìn, Canh Tuất, Nhâm Tuất. Tuổi khắc với Giáp Thìn không nên kết hợp làm ăn gồm các tuổi Canh Thìn, Canh Tuất, Nhâm Tuất. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, nguyệt lệnh là Tiết Khí Đại Tiết và Đông Chí, tương xứng với thiên can, bính quả và địa chi, Tý Thủy, Tiết Đại Tuyết đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, ứng với kinh dịch tháng này là quẻ Phục, trong quẻ có một hào dương ở dưới, cùng miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh, sẽ sinh dương khí mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Hơn nữa bản chất của tiết đồng chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm tiết đồng chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây cũng là thời điểm để tích trữ lương thực và củng cố nhà cửa chống rét. Tháng mùa đông, trong tiết đại tuyết, khí kim dượng, nên những người tuổi Giáp Thìn mệnh quả trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết, dứt khoát, tính nghĩa, thông minh đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi dĩ tuấn tú. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết đại tuyết nên nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa đông thường khiến tâm trạng của người ta buồn rầu, nên duy trì thái độ tích cực chính là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan, đồng thời vấn đề ẩm. Mùa đông cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống, giảm bớt u buồn. Ngoài ra, vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tâm tình, nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm tinh thần, dung đắp tình cảm tích cực trong con người. Ở thời điểm buồn bực, hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn, đây cũng là một cách dưỡng sinh rất tốt. Vậy tử vi tuổi Giáp Thìn trong tháng 11 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý cô bác cùng Minh Đường tử vi luận giải qua các phương diện chính ngay sau đây.
Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Giáp Thìn trải qua tháng 11 âm lịch, mọi phương diện cuộc sống đều có bước phát triển nhất định, dù không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để bạn cảm thấy quyết tâm và tin tưởng hơn vào tương lai. Được cục diện ngũ hành tam hợp trợ mệnh, sự nghiệp của bạn phát triển khá thuận lợi, nhiều kế hoạch dự định của bạn đều có bước tiến nhất định. Điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình, từ đó có hướng phát triển và thay đổi phù hợp. Nếu biết đánh giá đúng tình hình thực tế, bạn có thể tự lập ra những kế hoạch chuẩn xác, có mục tiêu rõ ràng giúp con đường tương lai của bạn trở nên tươi sáng hơn. Tháng này công việc hoàn thành thuận lợi, còn là do bạn biết đoàn kết hợp tác với mọi người xung quanh, đồng nghiệp, bạn bè cũng trao đổi ý kiến và cùng đồng tâm hiệp lực nên công việc dù có khó khăn tới mấy cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Bản mệnh mưu sự dễ thành, miễn là quyết đoán và nỗ lực theo đuổi tới cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, tìm cách hãm hại hoặc ngăn cản con đường thăng tiến. Tuy nhiên, vận quý nhân của bạn dựng đủ sức để đối phó với tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng. Với sự giúp sức của nhị hợp quý nhân, tuổi Giáp Thìn có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành kế hoạch dự định đã mong muốn từ lâu, tính khả thi và tỷ lệ thành công khá cao. Tuy nhiên, do tác động của nguyệt lệnh lâm suy, đôi khi bản mệnh rơi vào tình trạng lo lắng thái quá, bạn cần kịp thời trao đổi tâm sự với người khác để thoát khỏi trạng thái tiêu cực. Nếu có điều gì chưa rõ, bạn cũng đừng ngại hỏi người đi trước, chắc chắn đối phương sẽ chẳng ngại giải thích cho bạn, giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác và quyết đoán hơn. Xét trên phương diện tài lộc, dưới tác động của cục diện tam hợp, chuyện làm ăn kinh doanh của người tuổi Giáp Thìn sẽ có dấu hiệu phát triển tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Tin rằng với sự chăm chỉ chịu khó của mình, bạn sẽ kiếm tiền về đầy túi, khiến cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Với người làm đầu tư, bạn cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội, bởi nếu cứ chần chừ do dự, bạn sẽ để người khác giành trước lợi thế. Hãy tin tưởng hơn vào khả năng của mình, bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai. Dù công việc bước đầu có gặp khó khăn, trắc trở đi nữa, chỉ cần bạn quyết tâm khắc phục thì dần dần sẽ vượt qua. Đối với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Tuy nhiên, tháng này không chỉ có thu vào mà còn có cả chi ra, tiểu hao cho thấy bạn có thể tốn tiền cho các hoạt động chi tiêu mua sắm. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân mình để khuyến khích tinh thần làm việc, song đừng nên dung tay quá tráng, mua những món hàng vượt khả năng chi trả của mình. Tốt nhất bạn cần để lại một khoản tiết kiệm cho những kế hoạch lớn lao trong tương lai hoặc cho những tình huống bất ngờ. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán tự do, bạn cũng có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh tình trạng nay lãi, mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy số vốn lớn để mở rộng làm ăn. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, về đường tình duyên, gia đạo là một trong những điểm sáng trong vận trình của người tuổi Giáp Thìn trong tháng 11 này. Bạn có những cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, gia đình đầm ấm. Với người đã lập gia đình bản mệnh đón hỷ sự liên tiếp, không khí gia đình vui tươi, đầm ấm, một vài mâu thuẫn xung đột trước đó được xử lý ổn thỏa, gia đạo ngày càng yên ổn, một vài gia đình đón tin vui về thêm con, thêm cháu trong nhà, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít. Thậm chí hai người có thể thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để bạn đối diện với khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Khi vướng vào khó khăn, đôi bên cũng có thể lắng nghe cổ vũ cho nhau, thậm chí phải thảo luận để đưa ra những phương án giải quyết phù hợp. Dù mệt mỏi đến mấy, về đến nhà bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn. Vợ chồng bạn còn cùng nhau làm các công việc nhà, cùng nhau trao đổi, dạy dỗ con cái, bởi đôi bên đều hiểu rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm của riêng ai. Với người độc thân, bạn đã từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trước đó để hướng về tương lai tươi sáng hơn. Bạn dần quên được với tổn thương trong quá khứ và mở lòng trò chuyện với mọi người xung quanh. Có thể bạn sẽ tìm được ai đó phù hợp ngay trong khoảng thời gian này. Đôi bên hãy đối xử chân thành với nhau,
quan hệ sẽ trở nên bền vững và lâu dài. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tuy nhiều phương diện cuộc sống đều có bước tiến đáng mừng, song tiếc là sức khỏe của tuổi này lại có dấu hiệu suy giảm. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cũng sẽ mắc phải các bệnh vặt khi thay đổi thời tiết. Có lẽ suốt khoảng thời gian qua, bạn đã làm việc quá vất vả. Nay là lúc bạn nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời gian biểu khoa học, nghỉ ngơi và lao động cân bằng. Đừng ép bản thân làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Trên lĩnh vực tinh thần, bạn cần thường xuyên tâm sự với mọi người, nhất là khi gặp phải bế tắc. Quá trình trò chuyện sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giảm nguy cơ bị căng thẳng, stress. Cần chú trọng cân bằng trạng thái tâm lý, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Ngoài ra, mùa đông cần chú ý dưỡng sinh bằng nhiều biện pháp kết hợp việc ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết theo nguyên tắc chống khô hanh. Về ăn uống nên ăn chua giảm cay, về thói quen sinh hoạt nên ngủ sớm, dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục. Về chế độ luyện tập thì nên vận động nhẹ nhàng, hạn chế vận động mạnh kẻo bị chấn thương. Ngoài ra, cần lưu ý trong tháng có thiên hình hung tinh ảnh hưởng, tuổi Thìn cần chú ý sử dụng dao kéo, đồ vật sắc nhọn đi đứng thận trọng, kẻo gặp họa hình thương bị thương tật, chảy máu. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải. Từng tuần trong tháng 11 âm lịch, để quý mệnh chủ tuổi Giáp Thìn có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là tử vi tuần 1, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, tháng 11 âm lịch 2024. Tử vi tuần mới, tuổi Giáp Thìn khá may mắn, đặc biệt là vào đầu tuần, công việc cực kỳ suôn sẻ, những vất vả tuần cũ đã dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này. Công việc cũng may mắn đi xa xuất ngoại, cầu công danh đều được thành công như ý, bạn sống hòa nhã, khiêm nhường, nên đi làm ở đâu cũng được người khác kính nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bản mệnh nhưng vì họ có năng lực kém hơn, nên chẳng thể hạ bệ được bạn đâu. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách hàng tin tưởng yêu thương. Vận trình tài lộc khởi sắc rõ rệt, khi con giáp này phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu nhập phụ, thế nhưng bản mệnh đừng vì thế mà chi tiêu quá thoải mái. Tuần này, những ai có kế hoạch du lịch thì cứ tiến hành, vì chuyến đi sắp tới rất may mắn. Tuy nhiên, vào khoảng nửa đầu tuần bạn cần phải cẩn thận, bởi sẽ có tai họa ập đến bất ngờ có liên quan tới gia đình và bản thân. Những người có người thân đang ốm nặng thì cần phải hết sức để ý, còn bản thân mà có bệnh thì cũng nên đi thăm khám ngay. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, thân, thìn, tiểu nhân, rửu, ngọ. Màu sắc may mắn, đỏ, đen. Con số phát tài, 22, 67, 58. Tử vi tuần 2, tháng 11 âm lịch tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Theo tử vi tuần thứ 2 đầu tuần nhớ cẩn thận chuyện làm ăn, tiền nong, cuối tuần có vẻ là xui xẻo sẽ qua đi, cuộc sống khởi sắc hơn, là lúc con giáp này có thể thở phào nhẹ nhõm. Công việc của tuổi Giáp Thìn đầu tuần khá chật vật, nhưng may mắn đỡ được phần nào xui xẻo. Cần cẩn thận nếu không bản mệnh sẽ vướng vào thị phi chốn công sở. Người làm công việc có liên quan tới y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn. Tin vui đa số sẽ về vào những ngày cuối tuần. Thế nhưng bản mệnh đừng vội chủ quan, tài vận vẫn còn khá sóng gió, dễ hao tài, mất của. Bạn đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền. Dù người ta trả tiền lãi cao hay không cũng không được cho vay, vì nguy cơ mất trắng cực cao. Muốn nhập thêm hàng về bán thì phải chọn những ngày cuối tuần sẽ có lộc hơn. Vận trình tình cảm của người đã có gia đình khá thuận, nhưng những người chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút, vì khi số có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn không được như ý. Thêm vào đó, bạn bè chơi với nhau thì cần phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau thì Giáp Thìn nên dẹp bớt đi. Trong tuần, bạn có xu hướng tham lam công việc tới mức bỏ bê sức khỏe của mình, thậm chí có người bị đau đầu, đau dạ dày, cũng chi phí hay lo lắng, hoặc làm việc quá sức, hãy cân đối lại thời gian để được nghỉ ngơi nhiều hơn. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, thân, dậu, tiểu nhân, tuất, mão. Màu sắc may mắn, đỏ, đen. Con số phát tài, 22, 67, 58. Tử vi tuần 3,
tháng 11 âm lịch tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tử vi tuần mới cho thấy bản mệnh sẽ có những mất mát hao tài. Con giáp này làm nhiều nhưng không thấy tiền dư đâu. Tuần mới sinh ra hàng chục khoản dai lặt vặt cần đến tiền, nhưng tiền lương thì có hạn nên khó mà gánh nổi, cần phải chi tiêu dè dặt. Đầu tuần bạn có thể chưa cảm nhận được mất mát về tiền bạc, nhưng càng về cuối tuần thì càng thấy rõ hơn. Khi hợp tác làm ăn nên cẩn thận chuyện giấy tờ, kẻo bị lừa gạt lúc nào không hay. Tuy nhiên, nếu không có may mắn, vận đen ấy có thể xảy ra thật thì cũng coi như là đã giải được vận hạn. Tuy tài vận không tốt nhưng đường công việc lại khá ổn, thời điểm đầu tuần cực kỳ có lợi cho những người sắp thi cử, xin việc hoặc chuyển công tác làm ăn tới một nơi mới. Vậy nên tốt nhất bản mệnh nên tiếp tục tập trung cho công việc, đừng để ý chuyện thị phi ở chỗ làm. Tuy nhiên, con giáp này có xu hướng trở nên cao ngạo, sẽ có những lời nói không phù hợp. Bạn được nhắc nhở nên khiêm tốn hơn nếu không muốn tay bay dạ gió, mọi việc phải thận trọng, nếu không sẽ gây họa, có nguy cơ phạm tù tội. Đầu tuần vận trình tình cảm cũng cực kỳ thuận lợi, suôn sẻ, sự thấu hiểu sẽ giúp bản mệnh và nửa kia càng gắn bó khăng khít hơn. Ngoài ra con giáp này sẽ hội ngộ với bạn cũ, người thân ở xa, trong tuần có tổ chức tiệc tùng ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau. Thêm vào đó, bạn dường như đang chăm lo cho người khác quá mức, nên quên đi việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Hãy nghỉ ngơi và cân bằng lại cuộc sống, chớ nên phụ thuộc quá nhiều vào thuốc thang. Cẩm nang dưỡng vận: quý nhân Ý, thân, tiểu nhân Mùi, tuất. Màu sắc may mắn: đỏ, đen. Con số phát tài: 62, 17, 58. Tử vi tuần 4, tháng 11 âm lịch tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Theo tử vi tuần cuối của tháng khá chật vật, con giáp này ăn ở hiền lành nhưng ngồi không cũng dính họa. Có kẻ ghen ăn tức ở cho thấy bản mệnh giỏi hơn, giàu hơn nên nóng ruột muốn đặt điều chê bai. Đầu tuần tưởng như rất khó khăn, nhưng đó lại là cơ hội để Giáp Thìn phát hiện ra những điểm mạnh của mình để phát huy. Con giáp này sẽ có những thay đổi nhất định trong công việc, một vài thách thức tới với bạn trong tuần này. Đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, phát triển sự nghiệp tương lai thêm bền vững. Dù là làm công việc gì, bạn cũng có kẻ muốn cạnh tranh âm thầm sau lưng, đặc biệt là những người làm tự do hoặc công chức thì càng nên ăn nên làm ra thì càng ít bạn chơi cùng. Tuy nhiên, đừng nản lòng, kết quả mà bản mệnh nhận về sẽ vô cùng xứng đáng với sự tận tụy và công sức của bản thân. Vận tài lộc có chút mất mát nhỏ không đáng kể, nhưng vẫn cần phải đề phòng. May mắn là càng về cuối tuần, bản mệnh càng có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh được khuyên là nên tập trung vào công việc chính, chớ tham lam quá sức, kẻo tiền đi chữa bệnh quá tiền làm ra. Trong chuyện tiền bạc, dù có tài tinh chiếu mệnh nhưng bạn cũng không nên chủ quan, bạn nên có sự rõ ràng, đồng thời không nên quá tin tưởng vào các mối quan hệ xã giao. Tuần này bạn không nên đầu tư tài chính ồ ạt hoặc cho vay mượn quá nhiều, hãy làm mọi thứ chậm mà chắc. Vận trình tình cảm hung cát đang xen, bản mệnh nên cảm thấy hạnh phúc với chính bản thân mình và những mối quan hệ hiện tại. Người không tốt thì không nên tiếc. Đầu tuần có tin vui liên quan tới cưới hỏi, sinh nở trong gia đình hoặc họ hàng. Cuối tuần thì cần cẩn thận có điểm xung đột cãi cọ trong nhà, bạn nên bớt nóng tính lại. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh lúc này không được tốt, có thể vì quá lo lắng và nóng lòng muốn thay đổi mà con giáp này thường xuyên có cảm giác bất an, tự tạo sự căng thẳng không cần thiết cho mình. Cẩm nang dưỡng vận: quý nhân Ý, Dậu, tiểu nhân Mùi, Tửu. Màu sắc may mắn: đỏ, đen. Con số phát tài: 20, 38, 78. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác anh chị tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là nam mạng tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, rất kỵ với nam giới. Có câu nam La Hầu, nữ kế đô, ý chỉ đây là sao hạng nặng với tuổi Giáp Thìn nam mạng trong năm 2024. Sao này thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch,
nên tránh thời điểm này nếu muốn tiến hành việc lớn. Theo niên hạn, hạng tam kheo. Gặp hạng tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Ngoài ra, đi xe cộ nên cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Thìn 2024, bước vào năm tuổi của mình, tuổi Giáp Thìn nam mạng gặp vận niên Ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm, kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa các con với nhau cũng không mấy tốt đẹp, thậm chí có thể vướng tranh chấp về vấn đề đất cát. Quá giải vận hạn. Quá giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Quá giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Đối với nữ mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963, theo sao chiếu mệnh, sao kế đô. Dân gian có câu nam La Hầu, nữ kế đô, ngụ ý rằng nữ mạng có sao kế đô chiếu là hạng nặng. Trong năm dễ bị đau yếu, bệnh tật, tàn khó, tai nạn, họa vô đơn chí bất ngờ. Cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may. Cẩn trọng nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại, lao đao lận đận. Theo niên hạn, hạng thiên tinh. Gặp hạng thiên tinh chủ yếu cần chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng bị ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Xem tử vi 2024 tuổi Giáp Thìn nữ mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Thìn 2024, bước vào năm tuổi của mình, nữ mạng Giáp Thìn sinh năm 1964 gặp vận niên Ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm, kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa các con với nhau cũng không mấy tốt đẹp, thậm chí có thể vướng tranh chấp về vấn đề đất cát. Quá giải vận hạn. Cách quá giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ,
Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sau này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Nhân sinh cảm ngộ. Cô bác tuổi Giáp Thìn 1964 kính mến. Ai cũng mong muốn có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhưng để có được điều đó, bản thân họ phải biết tu tâm tích đức cho mình. Làm được những điều dưới đây, con người sẽ có được cuộc sống an nhàn, tâm tịnh, cuộc đời ít gặp sóng gió, càng về hậu vận càng được hưởng nhiều phúc báo. Đừng than phiền oán trách cuộc sống. Một người thường xuyên than phiền phàn nàn rằng cuộc sống không công bằng, ông trời không có mắt, vân vân, sẽ cảm thấy sống vô cùng ngột ngạt và mệt mỏi, phúc khí cũng đều bay đi mất. Người ta thường mơ tưởng về những điều tốt đẹp ở một nơi rất xa, mà thường quên mất rằng chúng đang ở ngay bên cạnh mình và vui vẻ. Thật ra, tất cả mọi thứ đều rất đơn giản, đừng suy nghĩ quá phức tạp, có như thế, mỗi người mới sớm được hưởng phúc báo đời người. Đừng kiêu căng, tự mãn. Người kiêu căng dễ sinh lòng đố kỵ, người không khiêm tốn thì không rộng lượng, không biết nhìn nhận cái hay cái dở, cái được cái mất trên đời. Người kiêu căng dễ sinh lòng đố kỵ, khinh bạc, thậm chí thù ghét người khác, là nghiệp ác, nên tránh. Thay vì đố kỵ, ghen ghét với người khác, bạn nên ngưỡng mộ họ và biết phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Trong cuộc sống, người luôn đố kỵ với người khác, trong thâm tâm khó mà thanh thản, cuộc sống lắm ưu phiền. Ghen ghét với người khác là tự rước vào mình những điều tiếng thị phi của người đời, cuộc sống sẽ không được yên ấm, vui vẻ. Đừng keo kiệt mà hãy sống khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Người sống không có lòng từ bi chia sẻ, chỉ bo bo cho mình cũng là tạo nghiệp ác, sẽ chẳng được hưởng phúc báo đời người. Người này nhất định không thể tạo được nhân duyên tốt đẹp, không gặp niềm vui, không biết đến tình thương và tình đồng loại. Con người phải có một tấm lòng khoan dung, có thể chấp nhận những việc khó chấp nhận nhất của thiên hạ. Chúng ta phải học được cách khoan dung với những người không có cùng quan điểm với chúng ta, đặc biệt là những người có mâu thuẫn với chúng ta. Khoan dung với người khác, trên thực tế là khai mở sự trói buộc trong tâm hồn của chúng ta, nếu không thì chỉ có thể mang đến áp lực tinh thần lên bản thân, người bị thiệt thòi sẽ chính là bản thân mình. Phải thừa nhận rằng, giữa người với người có rất nhiều sự khác biệt, hãy nhìn vào những ưu điểm của người khác, khoan dung với những khiếm khuyết của họ. Đừng ham muốn vật chất vô độ. Một người luôn theo đuổi những vật phẩm xa hoa, tiêu phí thoải mái, lòng tham không đáy, phải biết rằng dục vọng của con người giống như một vùng biển không thể lấp đầy. Người tham lam một khi đã chiếm được nhiều rồi nhưng lại vẫn không cảm thấy thỏa mãn, một người có lòng tham vô độ như vậy sẽ vĩnh viễn không tìm được một cách sống thích hợp với bản thân, người thân, bạn bè rồi cũng dần rời xa họ. Đừng khuyết thiếu tình yêu thương đối với người khác. Một người khuyết thiếu tình yêu thương, quá ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân thì sẽ khó có thể bao dung người khác. Một khi đã không thể bao dung người khác thì sẽ thường xuyên có mâu thuẫn, tranh cãi với những người xung quanh mình, cơ hội và phúc khí cũng không ở lại bên người này. Ngược lại, một người luôn mang trong mình tình yêu thương thì có đủ độ rộng lượng và nhẫn nại trong các quan hệ xã hội như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, vân vân. Người như vậy, họ sẽ có một cuộc sống hài hòa, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng và ở họ luôn tỏa ra một sức hút hấp dẫn những người xung quanh mình, những điều may mắn cũng đến với họ.
đừng trộm cắp. Nghiệp ác này làm tiêu hao nhiều phúc đức của bản thân, lấy của người thì người lại lấy của mình, chiếm đoạt của người khác là gieo nghiệp ác, gây tranh chấp, thù hằn, vi phạm đạo đức và pháp luật. Đừng tạo khẩu nghiệp. Lời nói như dao hai lưỡi, nói điều hay lẽ phải là tốt cho mình, cho người, nói điều bậy bạ, dối trá là hại mình hại người, gây xung đột, thường xuyên bịa đặt để hại người khác là ác nghiệp. Trong cuộc sống hàng ngày, cần thể hiện sự khoan dung, độ lượng của mình đối với mọi người, dù người khác có lỗi cũng lựa lời mà nói, không được dùng từ đay nghiến xúc phạm hay làm tổn thương đến người khác. Trước khi nói bất cứ điều gì, cũng cần phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, biết nói lời hay ý đẹp, sẽ tạo phúc đức cho cuộc đời, sẽ sớm gặp phúc báo đời người, trong cuộc sống thường gặp điều lành, được nhiều người quý mến. Đừng so sánh với cuộc sống của người khác. Trong xã hội phong phú vật chất này, có nhiều người thường tự cảm thấy cuộc sống của mình không tốt bằng của người khác. Họ luôn suy nghĩ và so sánh về chức vị, so sánh thu nhập, hoàn cảnh gia đình, rồi tự đau khổ vì ghen ghét, đố kỵ. Suy cho cùng, so sánh như vậy để làm gì, khi mà cuộc sống thì vẫn là của người khác, còn người bị tổn hại lại là bản thân mình. Đừng háo sắc. Nghiệp ác tham dâm háo sắc xuất phát từ nhục dục của con người. Con người hơn con vật ở chỗ điều khiển chế ngự được bản năng, vì nhu cầu bản thân mà tổn hại sức khỏe, vi phạm đạo đức, gây hại cho người khác và xã hội là không đúng. Ngẩng đầu cần ý chí, cúi đầu cần dũng khí. Cúi đầu không phải là hèn yếu, sợ sệt, mà là khoan dung, khiêm tốn. Người có thể ngẩng đầu là người dũng cảm, không dễ sợ hãi, nhưng người có dũng khí cúi đầu lại là bậc đại trí giả ngốc. Cuộc sống không phải dựa vào tranh giành mà có thể có được hạnh phúc và may mắn. Chỉ cần có một tâm thái bình thản, đoan chính thì bạn đã là người chiến thắng rồi. Đừng mang tâm oán giận bất kể điều gì, mà hãy thay đổi chính mình, tu dưỡng tốt tâm tính bản thân, mỉm cười đối mặt với hết thảy mọi điều trong cuộc sống. Chỉ có như vậy bạn mới thực sự là làm chủ được mình và sống được tự do, tự tại, chiêu mời được phúc khí. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.